Mọi người ơi, hôm nay có cái dòng sản phẩm kem dưỡng ẩm trắng da, chống nám và phục hồi hồi sinh da từ sâu bên trong. Và dòng sản phẩm này là giúp cho cái cấu trúc da của chúng ta được cấu tạo lại và trắng sáng hơn. Dòng sản phẩm này bên em đang phân phối nha mọi người. Đó, đang phân phối nè. Dòng sản phẩm này là của Korea, là của Hàn Quốc nha. Khi mà sử dụng kem này á là để mà phục hồi và ngừa nám trắng da, rất là hiệu quả. Cái chất kem của dòng sản phẩm này khi mà mọi người đánh lên thì nó sẽ có điểm mắt cúp và làm dịu da, căng bóng mịn mượt. Dòng sản phẩm kem dưỡng này là của trang Nemo review rất là nhiều, cũng như là được công ty trang Nemo là làm nhà phân phối độc quyền nha. Hiện tại em đang phân phối nha mọi người, hiện tại em đang phân phối giá rất là mềm, nên mọi người á muốn mua dòng sản phẩm này em nghĩ là liên hệ ngay cho em để được mua hàng, để được mua được đúng cái dòng sản phẩm chính hãng, là mua được đúng với cái giá trị thực sự của sản phẩm. Khi mà trải nghiệm về cái dòng sản phẩm kem dưỡng ẩm và làm trắng sáng da mờ nám này á, thì mọi người sẽ cảm nhận cái độ bật tông sáng da chỉ sau là 10 đến 15 ngày sử dụng. Đó, trắng da mịn da căng bóng như thế nào thì mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ là người cảm nhận và biết được điều đó rõ hơn. Còn em là đã sử dụng và cảm thấy cũng khá là ok và cũng thích hợp cho mọi loại da, nên á những chị em nào muốn mua dòng sản phẩm này trải nghiệm thử, hoặc là muốn để điều trị ngăn ngừa nám mụn tàn nhang thì cũng có thể liên hệ cho em về cái dòng sản phẩm kem dưỡng Beauty này nha mọi người. Đó, thì bây giờ em sẽ kết thúc video này. Đối với những chị em nào muốn mua dòng sản phẩm kem dưỡng ẩm của trang Nemo thì có thể liên hệ ngay cho em qua số điện thoại là 0933 766 739, hoặc là 0355 838057, hoặc là 0773339279, hoặc là 0356605677 nha. Mọi người ơi, có thể chụp màn hình gửi qua Zalo cho em để bên em được chốt đơn ship hàng cho mọi người. Và đặc biệt là hàng có số lượng có hạn, nên mọi người nhanh tay đặt hàng để mà cảm nhận được cái dòng sản phẩm kem dưỡng này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.